Tổng hợp top 10 quán ăn vặt đông khách ở Sài Gòn. Hôm nay đi đâu? Hey yo, xin chào mọi người. Hôm nay cùng tôi khám phá 10 quán ăn vặt siêu đông khách ở Sài Gòn nha. Đầu tiên trong danh sách này chính là hàng bánh tráng nướng mắm ruốc, mà hễ nhắc tới là anh em thành phố Thủ Đức của mình biết liền luôn. Ở đây để làm nên những chiếc bánh tráng bán cho mình thì chị chủ sẽ chia chỗ bán làm 4 khu nghiêng. Đầu tiên chính là nơi chuẩn bị topping. Tại đây thì sẽ có một anh ngồi quét mắm ruốc lên bánh, sau đó sẽ cho thịt, hành phi, hành lá và con ruốc lên. Ảnh chỉ làm duy nhất việc đó thôi. Sau lưng ảnh là khu thứ hai, cũng là nơi mà mình sau khi nhận được bánh tráng á sẽ tự lại lấy nước sốt nha mọi người. Có nước sốt mắm ruốc nè, sốt me và sa tế. Tôi chưa ăn nhưng mà nhìn thôi đã thấy hấp dẫn lắm rồi. Tới khu thứ ba cũng là chỗ bà chủ quán ngồi nướng bánh tráng á mọi người. Chị chủ sẽ là người lấy những miếng bánh tráng đã được chuẩn bị sẵn để đặt trứng cút lên hoặc là trứng gà tùy vào order của mình, sau đó là để lên bếp nướng. Khi mà đã nướng được một khoảng thời gian, chị sẽ chuyển nó qua các bếp tiếp theo để một anh khác canh và trở bánh phụ. Ban đầu tôi cứ tưởng ở những cái bếp này sẽ có nhiệt độ khác nhau, nhưng thật ra là không có. Chị chuyển qua lại như vậy chỉ nhằm mục đích là để cái bếp đầu tiên được trống để mình nướng cái khác thôi nè. Ngoài ra để hoàn thành quá trình nướng, chị còn cho thêm đồ chua và mayonnaise vô nữa. Còn khu thứ tư là sau khi bánh đã được nướng xong, sẽ có một anh ngồi cắt và chia bánh ra thành từng phần mà mang cho tụi tôi như vậy nè. Nước chấm thì theo tôi thấy mọi người đa phần ăn mắm ruốc là nhiều nè, nhưng tôi sẽ ăn nước me trước, tại tôi thích vị chua hơn. Đầu tiên khi cầm vào bánh, tôi cảm nhận được bánh rất là giòn. Nãy có chị bật mí cho tụi tôi là bánh tráng của chị được đặt làm riêng, không ở đâu có, nên tôi cũng hơi tò mò về cái hương vị của nó. Khi ăn vào thì tôi thấy bánh tráng nó rất là giòn, không bị quá cứng nè. Vị của các loại topping thì tôi thấy nó có hơi nhạt một xíu, mình ăn với nước me sẽ không hợp lắm. Khi ăn với mắm ruốc thì quả thật là nó ngon hơn á mọi người. Kiểu mắm ruốc sẽ làm cho phần bánh và các loại topping nó đậm đà hơn, cộng với bản thân chúng kết hợp lại tạo nên mùi thơm rất là thơm. Ăn một lần chắc chắn là sẽ bị ghiền luôn, đặc biệt là phần đồ chua tạo nên vị chua ngọt nhẹ, mình ăn cũng đỡ bị ngán hơn. Nhưng mà phải thừa nhận là quán chị nằm ở hơi xa tụi mình một xíu, nên là nếu bạn nào ở gần trung tâm chắc sẽ cực lắm nha. Rồi, ăn bánh tráng xong thì giờ mình về ngủ, rồi sáng hôm sau mình đi ăn bún thịt nướng ha. Hey yo, xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ dẫn mấy bạn đến với một tiệm bún thịt nướng giá cao nhưng khách ăn lại rất là đông luôn. Cùng tôi khám phá nha. Do đây là một tiệm ở vỉa hè nên các cô chú thiết kế cũng rất là đơn giản. Chỉ vỏn vẹn có hai cái bàn là mình bán được rồi, nhưng lại trông rất là sạch sẽ nha mọi người. Ví dụ như cô đang làm bún cho tôi ở cái bàn đầu tiên này nè. Mỗi loại đồ ăn kèm đều được để riêng rất là ngăn nắp, không bị vun vãi ra bên ngoài. Đã vậy, một điểm làm tôi đánh giá cao so với các hàng vỉa hè khác á là khi cô chú cắt thịt đều dùng bao tay hết luôn. Nên nhìn mình cũng yên tâm phần nào đúng không mọi người. Bỏ topping vô đầy đủ rồi thì mình giờ đi lấy nước mắm nha. Tôi có nghe cô nói đây mới thực sự là linh hồn của tô bún á, tại vì ở đây cô làm nước mắm rất là tâm huyết, có độ kẹo và sệt vừa phải, không bị quá loãng ăn sẽ ngon hơn. Đã vậy còn có thêm củ kiệu nữa, đứng kế bên nhìn thôi mà cái bụng tôi cứ kêu hoài luôn á. Và ngoài ra tôi còn đột nhập vô chỗ nướng thịt của cô nữa nha mọi người. Như mọi người thấy thì do là vỉa hè nên không gian nướng có hơi sơ sài một xíu, nhưng ngồi quan sát một hồi thì nhìn chung tôi thấy cô chú vẫn khá kỹ trong khâu này nha. Do thịt nướng là vừa mở vừa nạc nên tất cả thịt mà bị cháy xém đều được cô chú cắt bỏ để mình ăn, không có bị ảnh hưởng tới sức khỏe nè. Phần nhìn xong xuôi, giờ team tôi order luôn 4 tô để kiểm tra chất lượng cho người nè. Một tô như vậy thì mình sẽ có một cây chả giò rất là to nha, và chiên giòn lắm luôn mọi người. Bên trong thì có thịt khoai, nấm mèo đầy đủ luôn. Thiệt lâu lắm rồi tôi mới ăn được một cây chả giò chất lượng như vậy đó nha. Nhưng bù lại thì tôi thấy thịt nướng có thể ít một xíu nè. Rồi giờ mình lấy chén nước mắm bỏ thêm xíu củ kiệu, rồi chén ngập vô tô bún để xem thực hư thế nào mà khách lại ăn đông như vậy nha. Rồi, tôi là tôi ưng em chả giò này nãy giờ rồi đó nha, nên quyết định thử em luôn. Đầu tiên là lớp vỏ bánh tráng ở ngoài nó khá là giòn luôn á mọi người, nhưng vẫn có cái độ dai nghiêng, không hề bị bở hoặc là khô. Sau khi chấm với nước mắm, mình nhai vào nước mắm sẽ ào ra, ngập trong khoang miệng, cảm giác rất là đậm đà, cộng với lớp nhân bên trong giúp chả giò vừa thơm vừa có vị ngọt, thêm miếng nước mắm kẹo kẹo hơi hợp rơ luôn. Đã vậy mà mọi người gấp thêm đũa bún chêm vô nữa thì ta nói có nhức nách không chứ. Xong á thì mình qua nhân vật chính tiếp theo là em thịt nướng này nè mọi người. Thịt ướp không quá mặn, khi chấm vào nước mắm thì vừa ăn nè. Có lúc nhai thịt thì tôi cảm thấy cái nước ngọt nó tiết ra, cộng thêm cái độ dai mềm béo béo của thịt nạc và mỡ, thiệt bụng tôi muốn kêu thêm mấy xiên nữa ăn cho đã vậy đó, mà hết tiền rồi. Rồi xong, sau khi ăn ở quán, nếu mà bạn nào hỏi tôi là tiệm bún thịt nướng ngon và chất lượng thì tôi sẽ giới thiệu ngay chỗ này, nhưng còn mà mấy bạn hỏi tôi tiệm giá rẻ thì để từ từ tôi tìm nha. Mà địa chỉ của quán tôi có để ở đây, mọi người nhớ lưu lại khi cần nha. Và nếu như mọi người vẫn chưa no với tô bún thịt nướng thì theo chân tôi đến quán xôi chiên này siêu hot hòn hòt luôn. Bởi vì đây là tiệm xôi chiên được nhiều shipper săn đón nhất Sài Gòn. Hôm nay đi đâu? Hey yo, xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ dẫn mấy bạn đến với một tiệm xôi vừa ngon mà lại ngập tràn topping luôn. Tuy chỉ với một căn trọ nhỏ trên đường Trần Văn Đang, nhưng anh chị chế biến xôi rất là sạch sẽ và chuyên nghiệp nha. Từ khâu chiên xôi cho đến khâu nhồi nguyên liệu vào, tất cả đều bắt mắt và xinh đẹp luôn. Ví dụ như khúc này nè, tôi nhìn xôi thấy nó bắt đầu khô và phồng lên, cái tôi nhắc ảnh lấy ra, ảnh cười quá trời, nó là xôi nên phải chiên giòn giòn vàng vàng một xíu, ăn vô sẽ thơm mà ngon.
ngon hơn. Anh chị phối hợp với nhau cũng ưng ý lắm nha. Chiên xong thì anh lại mang xôi cho chị nhồi nhân vào. Nhân tôi thấy có trộn thịt nấm mèo với lại hành phi nè. Vỏn vẹn vậy thôi mà nhìn cái màu vừa bắt mắt vừa lấp la lấp lánh thèm ghê vậy đó. Một vũ khí bí mật của quán nữa chính là cái thau nước sốt này nè mọi người. Tôi thấy mấy anh chị TikToker hay khen dữ lắm. Nay có mặt diện kiến tôi phải công nhận là bề ngoài 10 điểm luôn. Với lại em nó không chỉ dùng để chấm thôi đâu, mà xíu nữa trước khi cho nhân vào, chị sẽ phủ một lớp mỏng để xôi được thấm đều, mình ăn sẽ đậm đà hơn. Rồi sau đó tới cái mũ nhân siêu to khổng lồ được cho vào. Vậy là mình hoàn thành được một em xôi chiên rồi. Sau một hồi xếp hàng với mấy anh shipper, cuối cùng thời của tôi cũng đã tới. Tôi mạnh dạn order luôn 10 cục ăn cho đã nè. Anh chủ quán có nói với tôi là xôi này mình ăn nóng sẽ ngon hơn, nên tôi quyết định đứng trước quán ăn luôn. Một hộp ngoài xôi ra thì mình sẽ được một hộp nước sốt nhỏ nữa nè. Nhưng tôi thấy hơi ít á, có gì khi mình mua mình xin thêm một hộp nữa nha mấy bạn. Rồi giờ mình chiến thôi nè. Thật sự khi mà mình được chạm thật vào cục xôi thì tôi thấy vỏ ngoài nó khá là giòn. Bóp một cái mà nhân nó muốn rớt hết ra ngoài. Vừa là một điểm cộng vừa là một điểm trừ, ăn có hơi cực một xíu do vung vãi nhiều ra ngoài á mọi người. Mặt bên trong của xôi chiên thì lại rất là mềm nghe, không hề bị khô. Ôi trời, mọi người nhìn tôi cắn dứt khoát vậy là biết em mềm và giòn cỡ nào rồi đúng không nè. Ban đầu tôi sợ là để lâu cái vỏ giòn nó bị cứng á, nhưng sau khi quay một hồi vẫn không sao hết. Xôi vừa dẻo vừa giòn, vừa mềm nữa, bị hơi bị chất lượng luôn. Nhân thì tôi thấy nó rời rạc một xíu và hương vị không quá nổi trội, nhưng khi ăn tôi vẫn nghe được cái độ dai của thịt, độ giòn của nấm mèo. Riêng em nước sốt của quán thì thật sự rất là đậm đà, ba vị mặn ngọt cay kết hợp lại chưa bao giờ làm tôi thất vọng hết á. Nhưng bạn nào ăn nhạt một xíu thì mình chấm ít ít thôi nha. À mà quên, giá như một em như vậy là 7.000, 10 cục chỉ có 70.000 thôi nha mọi người. Do quán không có chỗ ngồi nên mọi người lưu ý có thể đặt qua các app về nhà ăn cho tiện cũng được nè. Cuối cùng địa chỉ tôi để trên màn hình. Rồi mình đi uống nước hen. Tiệm sữa đậu nành cô Năm chỉ với các loại sữa đậu mà có thể làm tới 20 món khác nhau. Hôm nay đi đâu? Hey yo, xin chào mọi người đã quay trở lại với team đi đâu. Thì video này sẽ dành cho những bạn nào khoái các loại sữa đậu mà đó giờ uống kiểu bình thường ngán quá, muốn đổi gió một xíu thì mình chọn hàng sữa đậu của cô Năm là đúng người đúng thời điểm luôn. Ở chỗ cô vẫn có các loại sữa bình thường như là đậu nành, đậu xanh, mè đen vân vân và may. Mỗi loại như mọi người thấy được nấu rất là chất lượng luôn. Nhìn chúng vừa đặc vừa sệt chứ không có bị loãng như nhiều chỗ bán sữa khác. Mình uống vào cũng sẽ thơm và ngon hơn. Mỗi lần cô sẽ nấu một thùng to như thế này, khoảng 10-15 lít rồi mang đi ướp lạnh. Khi nào bán sẽ lấy ra hâm lại nên chất lượng khá là đảm bảo luôn. Ở quán thì theo kinh nghiệm của mình, bạn nào khoái nguyên chất thì gọi sữa đậu nành với sữa đặc sẽ ngon nhất, còn khoái pha chế một xíu thì sữa đậu nành với sầu riêng nha. Cái này thì ảnh cũng cho sữa đặc nhưng sau đó sẽ cho thêm sầu riêng và sữa đậu nành nóng vào, khuấy đều lên là cả không gian quán thơm phức luôn mọi người. Hít một cái là tự nhiên tôi thèm ngang. Ngoài ra ở đây còn có một món nữa cũng hay, cũng cho sữa đặc sữa đậu nành nóng vào luôn, nhưng có cái khác là thêm trứng gà. Mặc dù không thơm lắm nhưng mà nghe nói là béo mịn lắm mọi người. Bữa đó tụi tôi đi cũng đông nên kêu tận 6 ly luôn, nhưng tôi vẫn chọn sầu riêng thôi. Ta nói miếng sầu riêng vừa mịn vừa béo, vị ngọt đậm đà kết hợp thêm độ béo của sữa nữa thiệt là ngon gì đâu luôn á. Còn sữa với trứng thì tôi uống không quen lắm, do hồi nãy không có lấy lòng trắng ra á mọi người, đôi khi ăn chúng hơi ngại miệng một xíu. Còn mấy món khác thì tôi nghe mấy đứa bạn nói là cũng ok lắm á. Thiệt là nể cô Năm ghê, từ các loại sữa truyền thống mà cô chế ra nhiều món quá xịn sò. Chắc mốt mà rảnh mỗi ngày tôi lại rủ mấy đứa bạn qua thử một món của cô. Vừa uống vừa chiêu chiêu ngay góc tường này thì thích dễ sợ luôn. Và cuối cùng á, tôi để địa chỉ đây cho bạn nào cần nha. Bye bye. Và tiếp đến là một món mà tôi cá là mấy bạn có thể là cũng chưa ăn bao giờ đâu. Đó chính bánh là bánh mì chiên tôm to bằng bàn tay và chỉ có một em tôm đi kèm. Rẻ hay mắc, dễ hay khó, hôm nay đi đâu? Đây là món dễ nhất mà tôi từng được thấy. Đó là người ta nói vậy, còn bây giờ cùng tôi xem thực hư thế nào nha. Để làm được món này thì sau khi mình cắt lát ổ bánh mì không, chú sẽ bỏ vào nồi bột để tẩm bột cho đều, đến khi chiên mới đảm bảo được cái độ giòn của bánh. Và bánh mì để làm món này thì cô chú cũng phải mua từ khoảng 6-7 giờ sáng cho đến khi chiều bắt đầu cứng cứng thì mới chiên được. Hỏi ra mới biết nếu mình không làm vậy thì bánh có vỏ ngoài không có đủ cứng để áp bột vào và khi chiên lên cũng không được giòn như mong đợi. Chiên bánh mì được khoảng một vài phút thì cô chú sẽ cho tôm lên và chiên tiếp cho đến khi tôm dính vào bánh mì thì thôi. Ở chỗ cô chú thì tôm sẽ không có được nhiều nhưng con tôm tôi thấy cũng khá to và chất lượng đó nha. Rồi giờ tới lúc cô chú trở mặt bánh mì lại nè mọi người. Từng lát bánh mì dính lại với nhau cộng thêm cái màu vàng ươm khi bánh được chiên, ta nói đứng kế bên mà nuốt nước miếng ực ực luôn đó. Xong xuôi thì chú sẽ gấp bánh mì ra để cho thấm bớt dầu, kết thúc một vẻ chiên rồi đó mọi người. Đâu giờ mọi người thử comment cho tôi là nó dễ hay khó nghe. Chứ tôi là tôi thua rồi đó. Tại nghĩ tới lúc mà làm bột rồi chế biến tôm xong đứng chiên dầu bắn tung tóe là tôi xin giơ hai tay đầu hàng luôn. Quậy cô chú một hồi cái tụi tôi cũng thấm mệt nên order luôn 10 miếng để nạp lại năng lượng nè. Mà trước khi ăn cô chú còn nhá hàng thêm cho tôi là nước chấm của cô chú là hơi bị nhức nách đó nha. Bây giờ tôi kiểm chứng coi. Dạ, mời bạn tóc vàng ăn ăn nghe. Đầu tiên là tôi thấy đúng là cái vỏ bánh ở ngoài nó giòn thiệt á mọi người. Khi tôi xé nó ra thì rất là dứt khoát nhưng lạ cái là cái ruột bên trong vẫn còn mềm khiến bánh có cái độ dai nhất định. Em tôm lúc chưa chiên thì tôi thấy khá là mập mạp và tươi, nhưng giờ tôi thấy nó hơi bị khô một xíu nên nhìn nó hơi không có được đẹp. Còn bánh mì thì có cái vỏ giòn nhưng không bị cứng nè. Cái ruột bên trong thì vừa mềm vừa thơm mà không hiểu sao tôi thấy nó còn béo béo nữa, rất là ngon, lạ ghê á. Đã vậy còn có chén nước chấm ba vị mặn ngọt cay hơi bị đậm đà nữa nha. Tôi chấm một miếng cái muốn chấm thêm mấy miếng nữa luôn. Còn em tôm thì có vẻ hơi khô một xíu do chú chiên hơi lâu. Khi ăn vào vẫn còn
còn cảm nhận được cái vị ngọt của tôm. Nhưng nếu chú cố gắng xíu nữa thì làm miếng bánh sẽ hoàn hảo hơn á. Nên là lần sau bỏ em tôm vô trễ trễ xíu nha ông chủ ơi. Rồi cuối cùng giá mỗi miếng bánh như vậy là 8 cạnh. Mọi người giúp tôi nhận xét xem nó có rẻ không nè. Chứ tôi là tôi định bữa nào rủ người yêu qua chiến rồi đó. Rồi rồi, tới buổi tối thì giờ mình chuyển qua ăn món này cũng không kém phần độc đáo nha. Đố mọi người làm món gì nè? Cũng là hầu nhưng không phải ở Phước Hải, và được cả hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân đến ăn. Hôm nay đi đâu? Hey yo, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đến với một quán hầu sữa chiên trứng đầu tiên ngay tại Sài Gòn. Không gian quán rất là đơn giản, chỉ vỏn vẹn có một chiếc xe đẩy thôi, nhưng các chú đã bán ở đây hơn 20 năm rồi. Đầu tiên chú sẽ chiên trước một cái lớp bột ở dưới, sau đó đánh đều trứng và hầu đã được nêm nếm gia vị. Nhìn tay chú làm thoăn thoắt là mọi người biết chú thành thục cỡ nào rồi hen. Đúng là chăm hay không bằng tay quen. Rồi sau đó chú sẽ bắt đầu đảo qua lại và canh dầu vừa phải để trứng không bị cháy và dính ở chảo, đến khi nào đặt lại thì thôi. Và không chỉ có hầu thôi đâu, ở đây chú còn bán có cả bột chiên nữa nghe mọi người, cho nên tôi sẽ gọi luôn cả hai phần, nếu không thì em bột chiên em buồn lắm. Khi hai em được mang ra thì ấn tượng đầu tiên của tôi là dĩa bột chiên màu sắc khá là đẹp và bắt mắt, còn phần hầu thì có vẻ hơi bị cháy và khô. Về phần nước chấm thì mình sẽ có nước mắm cho hầu và nước tương cho bột chiên. Hương vị nêm nếm rất là vừa phải nhưng có phần hơi ngọt. Ông nào người miền Tây chắc thích lắm nha. Giờ tôi sẽ ăn bột chiên trước. Thì tôi thấy là về phần bột chiên thì khá giống với cái quán bột chiên mà tôi hay đi ăn. Bột cắt thành từng cục, có vỏ ngoài giòn, bên trong mềm, chấm miếng ớt, nước tương là hết bài luôn. Nhưng rau ăn kèm thì khác một cái là ăn đồ chua, xà lách chứ không có phải đu đủ. Nhìn chung là quán đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một dĩa bột chiên phổ thông mà chúng mình hay đi ăn. Nhưng riêng tôi thì em nó có giá hơi cao một xíu nha. 35k cho một phần 2 trứng. Qua tới nhân vật chính của ngày hôm nay là em hầu chiên trứng thì bên trong một điểm làm tôi thấy ưng á là có khá nhiều hầu nghe mọi người, nhưng bù lại hai con hầu hơi bé một xíu. Khi ăn chung với trứng thì mình thấy vị béo béo thơm thơm của hầu và trứng ngập trong nước mắm rất là cuốn luôn. Nhưng tôi nghĩ nếu quán thay con hầu to hơn sẽ kích thích vị giác hơn rất là nhiều luôn. Bạn nào sợ ăn mau ngán thì mình có thể ăn kèm với rau xà lách của quán cho nè. Chan ngập miếng nước mắm nữa thì ưng phải biết à nghe. Nhưng giá của em nó có hơi cao một xíu, tới 90k một phần hầu như vậy lận. Ngoài đồ ăn các chú còn có mở thêm một xe nước mía kế bên luôn. 10 cành một ly, uống vào có vị ngọt của mía chua chua của tắc thiệt, ăn hầu với bột chiên là hợp lắm mà nghe. Tôi thấy khách nào tới cũng gọi hết á, thiệt nể cái tài kinh doanh của mấy chú ghê. Nhìn chung tôi thấy với mức giá như vậy cho một trải nghiệm món hầu chiên trứng được chăm chút trong hơn 20 năm là khá ổn. Rồi cuối cùng quán của các chú sẽ nằm ở 128 Phùng Hưng, ngay mặt tiền của một cửa hàng nên chỉ mở bán từ 7 giờ tối đến 11 giờ rưỡi thôi. Và tiếp theo là một xe bánh mì mà không chỉ người Việt mà còn có người nước ngoài xếp hàng rất là dài luôn. Bánh mì thịt nướng, khách Tây khách ta đều phải xếp hàng chờ dài. Hôm nay đi đâu? Hí vô, và bí mật hôm nay chính là nơi ra đời của những ổ bánh mì đã từng được tạp chí Condé Nast Traveler của Mỹ vinh danh là một trong 12 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Ban đầu tôi có đọc trước trên mạng về danh hiệu của xe bánh mì, làm tôi cứ đinh ninh là chắc sẽ hoành tráng lắm đây. Nhưng khi được thấy ngoài đời thì tôi hơi bất ngờ một xíu, tại vì nguyên liệu cô bán rất là đơn giản nha. Một ổ bánh mì thịt nướng sẽ gồm đồ chua, dưa leo, nước sốt, hành, ngò và cuối cùng là thịt nè. Nhưng tại sao lại khiến cho bao nhiêu người chết mê chết mệt như vậy? Quan sát một hồi thì tôi đã tìm ra câu trả lời rồi nè. Thứ nhất chính là ổ bánh mì. Về chất lượng nó cũng sẽ giống như bao nhiêu chỗ khác thôi. Nhưng trước khi cho nhân vào, cô sẽ nướng trên bếp than trước. Như vậy sẽ làm ổ bánh mì nóng và giòn hơn nè. Qua tới thịt nướng là linh hồn của món ăn, thì tôi thấy cô vo viên khá là vừa phải nè. Mình nhìn bằng mắt là biết được sẽ ít mỡ và nhiều thịt nè. Với lại một điểm làm tôi thích nữa là cô nướng trên lửa than nhỏ vừa phải, giúp thịt sẽ chín kỹ, đều, không bị cháy nhiều nữa. Và cuối cùng cái gia vị không thể thiếu là thời gian chờ 30 phút của tôi nữa nè. Đó giờ mọi người xem giúp tôi coi với những cách như vậy có giúp ổ bánh mì ngon hơn không? Tại cô bận quá nên tôi cũng không dám hỏi cô nhiều á mọi người. Rồi sau một hồi xếp hàng chờ đợi thì tôi cũng đã có được 2 ổ bánh mì rồi nha. Tôi quay một hồi cả 10 phút thì nó vẫn còn khá là ấm và giòn luôn. Đâu để tôi coi ở bên trong nó có gì nha. Một em như vậy mình sẽ có 5 cục thịt nướng nè, được chan với cái nước sốt độc quyền của cô. Nhìn cái màu là tôi muốn ăn liền ghê vậy đó. Không để mọi người chờ lâu nữa, mời mọi người ăn với tôi nha. Xui sao tôi cắn miếng đầu thì có bánh mì với nước sốt thôi. Nhưng nhờ vậy tôi mới biết được là cái vai trò của nước sốt rất là quan trọng nha. Nó mặn ngọt vừa phải, mình cắn một miếng thôi là muốn cắn thêm miếng nữa liền á. Tới phần thịt nướng thì tôi ưng nhất là hương vị của nó nha. Thịt dai và ngọt. À mà tôi còn cảm thấy nó có xíu xả nữa mọi người. Thơm thơm giúp mình ăn mạnh miệng hơn nè. Nhưng có lẽ hơi ít mỡ và nhiều nạc nên tôi thấy phần thịt nó hơi khô một xíu. Cái này tùy cảm nhận của mỗi bạn nha. Hi hi, vậy là xong một ổ bánh mì rồi đó mọi người. Đôi khi mình chỉ cần những sự kết hợp đơn giản như vậy là được một món ngon rồi đúng không nè. À mà một ổ như vậy là 27.000 nha mọi người. Nếu như mọi người cũng muốn thử trải nghiệm hương vị bánh mì đường phố ngon nhất thế giới này thì đừng quên số 39 Nguyễn Trãi. Cô bán từ 16:30 đến 21 giờ mỗi ngày nha. Bye bye. Ăn xong bánh mì buổi chiều, sẵn ở quận nhất, mọi người cùng tôi qua nhà thờ Đức Bà để khám phá thực hư món mực chiên bơ tỏi trong series đu đêm của Hoa hậu Thùy Tiên. Hôm nay đi đâu? Hey yo, xin chào mọi người, đây là một xe mực mà phải nói khi tôi đến là vì sự tò mò. Nhưng khi quyết định giới thiệu đến với mọi người hoàn toàn là do sự quý mến chú. Mặc dù chú chỉ bán ở một góc nhỏ trên lề đường gần bưu điện thành phố thôi, nhưng cách mà chú bán khiến tôi rất là ấn tượng. Bởi vì mọi người cũng như tôi đến từ lúc chú dọn hàng luôn, nên thời gian đợi sẽ rất là lâu cho đến khi có đồ ăn. Cho nên cứ chừng khoảng 5-10 phút, chú sẽ nói khéo nhờ khách đợi mình
một chút nha. Mặc dù chưa được ăn nhưng mà khi nghe câu đó ai mà nở hói đúng không mọi người. Mà chưa hết đâu, khi trò chuyện với tụi tôi chú lúc nào cũng tươi cười và chia sẻ hơi bị nhiệt tình luôn. Nhưng mà chú vẫn nhớ rõ ràng là bạn nào ngồi ở đâu và gọi món nào luôn đó, ghê chưa. Rồi quay trở lại với chuyên môn đồ ăn thì trước tiên như mọi người đã biết thì chú sẽ có món mực chiên bơ tỏi đã hot rần rần mấy ngày nay nè. Ở đây mình sẽ có các mức giá từ 80 cho đến 120. Bạn nào ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu hen. Theo tôi đứng quan sát nãy giờ mình đi ba người kêu phần 80 là đầy đủ luôn. Ngoài ra chú còn có cả mực rang muối ớt và cá khô nướng nữa đó mọi người. Đa phần các món mình chế biến nhanh gọn mà ăn liền, cho nên nay để sẵn tiện tôi review cho mấy bạn luôn hen. Và ta da, món ăn đã đến bàn, giờ mời mọi người nhập tiệc với tôi. Đầu tiên tôi sẽ chọn em mực rang muối ớt này. Do nãy giờ ta món ăn đã đến bàn, giờ mời mọi người nhập tiệc với tôi. Đầu tiên tôi sẽ chọn em mực rang muối ớt này. Do nãy giờ ngồi quan sát thấy em nó nhìn hơi khô một xíu nên tôi mới tò mò muốn ăn thử. Ai dè nó không hề như tôi nghĩ luôn. Mực giữ được cái độ dai và rất là ngọt luôn. Có điều tôi nghĩ là mình không cần chấm với tương ớt đâu, vì đã có vị mặn cay sẵn của muối rồi. Bữa đó tôi chấm vô phát bị sặc muốn khóc luôn á. Sau đó đỡ cay hơn rồi tôi chuyển qua test thử luôn món cá khô nướng. Em này có vị ngọt ngọt nè, giúp tôi dịu đi cái vị cay nhiều lắm. Khi mình xé ra rất là dễ dàng, cảm giác ăn không bị cứng, chấm với tương ớt thiệt là hết bài đó nha. Rồi qua đến trùm cuối là món mực chiên bơ tỏi thì tôi hơi tiếc một xíu, phải cho 8 điểm thôi. Tại vì ban đầu mực nướng sau đó đem chiên và lại chiên với sốt thêm một lần nữa nên tôi thấy nó rất là giòn, nhưng độ ngọt của mực thì không còn nữa. Mình chỉ cảm thấy được cái vị nước sốt mặn ngọt. Và tôi phải công nhận nước sốt chú làm rất là ngon nha. Có chén cơm kế bên chắc hơi bị nhức nách luôn á. Giờ thay vì mỗi chiều ngồi bệt nhâm nhi ly nước, chắc tôi phải thay đổi thói quen rủ mấy đứa bạn chuyển qua ngồi thưởng thức khô mực của chú thôi. Hi hi. Không biết là mấy bạn có ăn thử mực ở chỗ chú chưa, nhưng mà chú vẫn đang chờ mình ở bưu điện thành phố ngay góc đường Nguyễn Du đó nha. Bye bye. Rồi xong xuôi, mình cùng quay lại quận 8 để khám phá quán mì trộn siêu rẻ này nha mọi người. Quán mì trộn ngập tràn topping có nồi lẩu 4-5 người ăn chỉ 200 cành. Hôm nay đi đâu? Hey yo, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đến với một tiệm hủ tiếu mì trộn núp hẻm siêu xịn sò mà không phải dân Sài Gòn là cũng biết đâu. Nhìn cái thao xương cô vớt ra từ nồi nước lèo là mọi người đoán được cái quy mô cô bán hoành tráng cỡ nào rồi đúng không? Chưa hết đâu, đó mới là phần hầm thôi. Con đồ làm sẵn cô còn đồ sộ hơn mấy lần luôn. Nào là hoành thánh, thịt lát, tôm càng, trứng luộc, tấp mỡ, thịt bằm bò viên, lòng heo. Ta nói với cái sự đa dạng như này, chút nữa cô bỏ mỗi thứ một ít vô cái tô là không còn chỗ ăn luôn đó. Mà thiệt vô quán cô không nếm thử mỗi loại một ít chắc tôi không chịu được đâu, tại nhìn thích quá. Còn đây là best seller tấp mỡ của cô, không những khách ăn đòi bỏ thêm vào mà khách không ăn cũng ghé hỏi mua. Và đã bán mì trộn thì không thể thiếu tô nước sốt linh hồn quyết định hương vị của cô nữa rồi. Nè, tới khúc quan trọng lúc cô làm nồi lẩu, mọi người chấm giùm tôi coi như này có rẻ không nha. Nhưng mà nếu mọi người cảm thấy nồi này to quá hoặc là nhỏ quá thì cũng có thể gọi nồi 150 hoặc là 300 cành nghe. Cô bao tùy chỉnh để tụi mình ăn vừa được no lại vừa rẻ luôn. Còn như team tụi tôi bữa hổm đi tới 4 người chia ra 50 cành một người, no quá trời luôn. Sẵn tiện review nên tôi gọi luôn thêm một em mì trộn thập cẩm 50 cành nữa nè. Đây chính là dung nhan của những em đồ ăn mà tôi sẽ chén nè. Nhìn thôi là chảy hết nước miếng rồi. Mì trộn em là người được chọn, mà muốn ăn ngon tôi đâu thể nào bỏ qua cái hũ sa tế con ruốc vừa cay vừa mặn mặn ngọt ngọt này. Và em tương đen xào hơi bị thơm này nữa. Gia vị của hai em đều không quá mặn nên bạn nào ăn thấy ngon và thích mì có thêm độ sệt sệt thì cứ thẳng tay bỏ như tôi nghe. Mì trộn thì do tôi chưa có cơ hội thưởng thức nhiều chỗ, nhưng tôi thấy mì ở đây không bị khô và còn mềm nữa, kết hợp với vị nước sốt riêng của cô và cái sa tế con ruốc làm tôi khoái ghê. Cái vị cay the làm mình vừa ăn vừa hít hít lại càng muốn ăn thêm nữa không có dứt được. Rồi sẵn tiện cắn luôn miếng trứng, miếng hoành thánh nữa, thiệt nhức nách à nghe. Đó mới là phần khô thôi, tới phần nước là mọi người bật ngửa luôn. Một em xương xí quách to, một tôm càng tươi rối, thịt heo cắt lát, lòng và gan heo. Ây da, lòng rất là dai luôn nghe mọi người, và còn một ít độ giòn giòn nữa, nhất là miếng gan vừa phải không quá dày, ăn vô không có cảm giác bị bột và mâu ngán. Em thịt cắt lát thì tôi thấy bình thường vì có hơi khô một xíu, nhưng bé tôm càng xinh xẻo này thì hơi bị chất lượng à nghe. Tôi ưng nhất là còn lột ra có gạch luôn nè. Thịt thì dai giòn nghe cái tiếng sực sực mà đã cái miệng ghê đó mọi người. Ở em lẩu thì phải ngồi đợi mở lửa xíu. Sẵn mình xem sơ qua các loại rau và đồ ăn kèm luôn nghe. Đa dạng quá trời. Cô chủ còn tâm lý tới nỗi chuẩn bị hộp tàu hũ non nữa nè. Nhưng mọi người lưu ý là mỗi dĩa như này phụ thu 20.000 nghe. Tụi tôi lấy thêm dĩa mùng tơi với dĩa tàu hũ luôn cho đủ bộ. Lá mùng tơi thì tôi thấy nó vừa phải không quá to. Được biết thêm là tàu hũ kia này cô tự mua về chiên nữa. Rồi giờ nhân vật chính của chúng ta tỏ sáng nè. Nhìn khói bay nghi ngút với cái mùi thơm phát ra từ nồi lẩu thì cái bụng tôi cứ rột rột hoài. Mà ăn với lẩu xí quách kiểu này mọi người nhớ chuẩn bị chén nước mắm nghe. Ta nói dính không có gỡ ra được luôn á. Như miếng lòng của tôi vậy nè. Vị nước mắm ngập trong cái miếng lòng vừa dai vừa mềm thì không có gì bằng. Miếng huyết thì vừa mềm vừa béo do quán làm huyết nước á mọi người, nên khi ăn không quá đặc sẽ đỡ bị ngán hơn. Tàu hũ kỳ thì do đó giờ tôi chưa ăn bao giờ nên thấy nó dai dai thơm thơm, mềm mềm nhai vui miệng lắm. Nhưng khi ăn món này mọi người nhớ đừng quay quay chụp chụp như tôi nghe, làm một hồi cái vỏ hành thánh nó bị mềm ra hết á. Còn cái vị béo béo nhất nhất của lá mùng tơi thì phải nói là tuyệt vời, ăn một miếng hấp miếng nước nữa là hết sảy luôn. Còn thịt xương thì ấn tượng đầu tiên của tôi là thấy nóng nghe. Ban đầu tôi tưởng nồi lẩu xí quách thì ít thịt, nhưng thịt ra ăn rồi mới biết là nhiều thịt lắm, mà còn thêm mềm nữa, không bị hôi hay bở gì đâu. Khúc này tôi ăn hỏng hết, còn nhờ cô bỏ bịch sách về nè. Sẵn tiện chào mọi người cái hè hè.
Và nếu như mọi người cũng đang tìm cho mình một quán lẩu giá cả bình dân mà phải chăng thì đừng quên quán này nghe. Mở từ 2 giờ trưa luôn rồi, nhưng để đầy đủ nhất thì hẹn mọi người tới 4 giờ đến khi bán hết thì thôi. Bye bye. Và cuối cùng trong top 10 lần này chính là quán cơm tấm trứng kho lòng đào nức tiếng Tân Bình đã bán hơn 50 năm. Hôm nay đi đâu? Hey yo, xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mấy bạn một quán cơm tấm mà hơi bị nhiều topping luôn đó nha. Ngoài những loại khá phổ biến như là xài bì trưởng thì mình sẽ có thêm xúc xích nè, xíu mại và đặc biệt verdict của tiệm chính là những em trứng kho lòng đào nức tiếng này nè mọi người. Tất cả đều có phần lòng đỏ chín vừa phải, không bị quá đặc. Nhìn thôi là tôi chảy hết nước miếng luôn rồi. Thông thường nếu mọi người kêu một phần sườn trứng thì cô sẽ cho mình một quả trứng và một miếng sườn nè. Theo như tôi thấy thì phần thịt nướng khá là to, nhưng do cô nướng từ sớm nên nó không được mềm mà nóng như ở các tiệm khác. Do cô bán là khá nhiều món nên giá sẽ dao động từ 30.000 trở lên nha mọi người. Mình muốn trải nghiệm càng nhiều thì giá sẽ càng cao nè. À nãy giờ tôi có quan sát á mọi người, một đĩa cô bán thì sẽ có hơi ít cơm, nên bạn nào nặng đô mình nhớ gọi thêm cho nhiều nhiều nha. Và sau một hồi quay chụp chụp, tôi cũng order cô một dĩa sườn bì trứng luôn nè mọi người, hết 35 cành. Còn em xúc xích với chả là tôi lấy của anh cameraman cho đẹp á, hè hè. Nếu mọi người muốn lấy thêm một quả trứng thì 10 cành nữa nha. Rồi mình xem từng loại topping ha. Miếng sườn nhìn gần thì sẽ hơi khô một xíu nhưng khá dày luôn. Còn em xúc xích thì ấn tượng đầu tiên của tôi là dài lắm nha. Ngoài ra cô cũng cho mình miếng tấp mỡ ăn kèm nữa nè mọi người. Rồi giờ tôi qua nhân vật chính là trứng kho lòng đào của ngày hôm nay luôn nha. May sao em này còn lỏng nhìn đẹp ghê á mọi người. Và sau cùng là em chả này nữa nè, nhìn có hơi nhỏ một xíu nhưng cũng khá là dài luôn. Xong đó thì mình chan nước mắm rồi thưởng thức thôi nè. Đầu tiên thì tôi sẽ ăn thử em trứng nha. Rất là béo luôn á mọi người. Vỏ trứng mặc dù khá dày nhưng nó mềm, cộng với cái lòng đỏ béo béo và mùi vị nước mắm nữa, ăn không hề bị ngán hoặc là tanh luôn. Còn em xúc xích thì tôi chấm nước mắm luôn nè. Hương vị tôi cảm nhận thì khá bình thường, giống mấy cây xúc xích và đóng bịch 5 cây trong siêu thị bán á mọi người. Ăn vẫn ngon lành nhưng không nổi trội lắm. Còn em thịt nướng thì tôi hơi bất ngờ, mặc dù bề ngoài nhìn thấy khô nhưng mà ăn vẫn khá là mềm. Cô ướp thịt thì hơi bị đỉnh luôn. Mình ăn kèm miếng bì và miếng cơm nữa thì thiệt đúng vị cơm tấm mà tôi thích luôn. Đó, giờ tôi ăn xong rồi. Mọi người có thấy ngon thì nhớ ủng hộ quán cơm tấm trứng lòng đào của cô nha. Và địa chỉ của quán nằm ở 15-1 đường Tân Canh Tân Bình nha mọi người ơi. Và hy vọng là thông qua những địa điểm mà tụi mình giới thiệu thì mọi người có thể tìm được những chỗ ăn uống ưng ý nha. Bye bye.